Hello, xin chào mọi người nhé. Hôm nay thì xe mình đã đi đến 500 km thì mình có đi thay nhớt là lần đầu tiên nhé. Mình đã vào hét để thay nhớt. Vì là hét ở cách xa nhà khoảng 30 km nên mình phải đi một quãng đường là hơn 30 km để có thể đến hét để thay nhé. Thì mới phần mềm My Honda thì mới cập nhật cho mình. Đây, hiện tại là 577 km. Lúc mình ở nhà thì là 502. Thì đi với quãng đường khoảng 76 cơ. Khoảng 33 km nhé. Thì đến 502 thì vẫn còn hai vạch. Thì mình đi đến 500 linh mấy nhỉ? Xin lỗi nhé, đến 502 thì xe thì vẫn còn một vạch nhé. Một vạch nhé, 502. Thì mình đi đến 528 thì xe báo nhấp nháy vạch nhé. Thì tức là mình đi được khoảng 26 km. Quãng đường mình đi thì nó rất là dốc, rất là vòng vèo luôn, đường miền núi. Đường miền núi không? Thì mình cố đi khoảng 5 cây nữa để đổ xăng. Thì là 533 km thì mình đến trạm xăng là mình đổ nhé. 533 km. Thì tính ra thì đợt trước là mình có video trước là công tơ mét đã đi được 342 km thì mình đến cây xăng thì mình đổ. Lúc đấy là giá xăng là 26.500 tròn nhé. Thì mình đổ 100.000 thì được 3,77 lít. 3,7 lít thì thì tính ra quãng đường lúc nãy mình trừ đi là 528, trừ đi 342 thì được 86. Là mình đi được 186 với 3,77 lít. 186 km trên 177 lít thì vẫn còn vạch xăng là vừa nhấp nháy nhé. Lúc đấy vừa bắt đầu nhấp nháy luôn. Nếu mà tính theo công bố của nhà sản xuất ấy, thì khi vạch cuối nhấp nháy thì trong bình xăng còn khoảng 0,68 lít. Như vậy là nó sẽ đi được khoảng 20 km, 25 đến 30 km. Đấy. Thì mình chỉ tính từ lúc nhấp nháy xong đổ, từ lúc nhấp nháy xong đổ tiếp. Như vậy là lần đổ thứ 3 là mình đã đổ được, đã đi được 186 km. Chia cho 3,77 lít thì tính ra được khoảng 49 km trên 1 lít. Mình cảm nhận lần đầu thì đỡ hao xăng hơn, vì lần đầu mình không đi vào đường núi, mình nói chung là chỉ đi làm thôi. Lúc đấy được 183 km trên lúc đổ là 4 lít, nhưng mà sắp nhấp nháy vạch đỏ mình cứ tính là đến lúc nhấp nháy vạch đỏ đi thì nó rơi khoảng 3,4 lít. 183 chia ra 3,4 lít chính ra được hơn 50 cây trên 1 lít, khoảng 5
53 là 55 km trên 1 lít. Nói chung là con này thì không, mình nghĩ là nó sẽ không tốn xăng đâu. Đường mình chạy miền núi nhưng mà giảm ga suất này, tăng ga suất này. Như vậy mình cảm thấy là so với đời trước là hao xăng một chút thôi, không đáng kể, bù lại nó sẽ bốc hơn, khỏe hơn. Đấy, cảm ơn mọi người nhé.